Chào các bạn đến với website tự học pc.com. Thì trong cái video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt cái phần mềm của HMI ProFace. Thì ở đây mình đã có sẵn cái phần cài rồi. Ở đây nó có hai cái đĩa nhé, đĩa 1 và đĩa 2. Thì bây giờ mình sẽ cài cái đĩa 1 trước, nó kích đúp vào. Và đợi một lúc. Đấy, thì cái đĩa 1 này nó có cái đường này, chúng ta phải ấn install. Thì cái này chính là cái .exe file, nó sẽ tạo ra một cái folder để chúng ta có phần cài đặt đấy. Ok, thì ở đây chúng ta sẽ có là nguyên cái đĩa 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 một này thì nó chỉ có cái phần mềm GP Pro EX này thôi. Còn các bạn muốn thêm những cái phần khác thì các bạn sẽ thêm cái đĩa số 2, đây mình để sẵn ở đây rồi. Giờ trước tiên thì chúng ta sẽ cài phần mềm trước. Ok. Next. I accept. Thì ở đây nó đòi cái serial number với cái code. Thì cái này mình có sẵn ở đây rồi. Giờ mình sẽ copy, mình thả vào. Chúng ta ấn next. Rồi, cái này username với lại cái này thì các bạn có thể điền vào tên của bạn. Ở đây mình đặt là tự học pc.com, tự học PC thôi. Chúng ta ấn install. Thì trước tiên nó sẽ cài, các bạn nhìn này, nó sẽ cài cái USB kết nối trước. Chúng ta ấn install. Install tiếp. Đấy, thì nó cài sẵn cái ở đây rồi, nó cài được finish. Chúng ta ấn finish. Thì tất cả những cái phần mềm mà chúng ta cài đặt thì nó cũng không không có gì là phức tạp cả, đúng không? Thường thường là chúng ta cứ ấn next next. Đấy, thì ở đây nó đã cài được 2 trên 20 bước. Đấy. Và đợi có thể là nó mất nhiều thời gian đấy. Ok, thì sau khi mà chúng ta cài đặt finish thì nó sẽ cài hết 20 bước đấy thì nó sẽ finish. Ở đây chúng ta thấy là nó hiện ra một cái list, tức là cái phần mềm GP Pro EX version 4.08 là cái version mới nhất bây giờ, thì nó sẽ dùng được cho những con HMI nào. Đây nó ghi một cái list đây này. Rất nhiều các bạn nhé. Đấy. Cả cái phần về kết nối thì nó kết nối với những PLC nào thì nó có hết ở đây. Đấy, các bạn có thể có thời gian để đọc. Ở đây thì mình nó chỉ là một cái file ấy, file Notepad thôi mà. Ok, chúng ta ấn finish. Và bây giờ chúng ta sẽ phải restart lại computer. Thì tôi sẽ restart lại computer nhé. Tôi restart lại cái máy tính của mình. Xin chào các bạn nha. Rồi thì sau khi mà chúng ta restart lại máy tính thì cái phần mềm của chúng ta đã cài đặt ở đây. Cái biểu tượng của nó đây, GX Pro EX version 4.08. Cái này khi mà chúng ta mở lên ấy, thì nó sẽ hỏi chúng ta là có cái bản update ấy, thì các bạn có thể check update hay không. Chúng ta muốn check thì để ok vào đây thì check. Rồi chúng ta chọn vào Do not display message in the future thì nó sẽ không hiển thị cái update này nữa. Chúng ta ấn ok này. Đấy, thì một cái bảng update tí nó sẽ bật lên cho bạn xem. Ở đây là chúng ta gì ạ? Chúng ta sẽ cái giao diện của cái phần mềm này, đây mình nói qua một chút là chúng ta sẽ vào đây, chúng ta sẽ có thể tạo một project mới này, tạo một cái project từ những cái mẫu này,
hoặc là chúng ta mở một cái chương trình mà chúng ta đã tạo trước đó. Ok chưa? Ví dụ ở đây mình chọn new chẳng hạn, chúng ta ấn ok. Cái này nó xảy ra một cái vấn đề này là khi mà chúng ta sử dụng cái phần mềm này thì sao? Ví dụ như cái màn hình của mình là cái con GP4402WW chẳng hạn, thì rõ ràng là về CSS nó thuộc cái dạng GP4000 đúng không? Ở đây chúng ta sẽ chọn GP44CS. Nhưng khi mà cái modem của chúng ta kích vào đây, nó sẽ không có cái GP4402WW. Đấy. Thế vậy thì làm thế nào thì cái để cho cái modem đấy nó lòi ra? Thì chúng ta mới lập trình được chứ, chúng ta mới thiết kế được giao diện, nhưng như thế này thì chúng ta không thiết kế được. Ok, thì bây giờ mình sẽ chỉ các bạn cái cách là làm sao để lấy cái phiên bản đó ra. Thì bây giờ mình sẽ vào cái ổ C, mà cái ổ mọi người vẫn nói nôm na là cái ổ cài đặt đấy. Đây, ở trong cái phần program x86 này, chúng ta sẽ có profile. Đây, chúng ta sẽ vào profile phiên bản 4.08. Chúng ta sẽ vào OP. Và các bạn sẽ thấy được là ở trong này nó có rất nhiều file cài. Các bạn nhớ nhá, cái đường link này 86 này, mình cài vào Win 10 64 bit, mà profile này bản 4.08 này, chúng ta sẽ vào OP, được chưa? Thì trong này nó có rất nhiều cái file chúng ta cài đây. Nếu như mà cái trường hợp mà các bạn vào đây nó không thấy nó hiển thị cái này này, được chưa? Thì các bạn sẽ phải mở cái chúng ta vào cái option, chúng ta mở cái chế độ là chúng ta bật cái chế độ đây, hidden item, thì chúng ta phải bật nó lên thì nó sẽ hiển thị tất cả những cái file này lên. Đấy, các bạn có thể gõ trên trên Google hay là làm sao để hiển thị những cái file mà bị ẩn. Đây, cái file này nếu mà nó có bị ẩn đi thì các bạn phải hiển thị nó lên. Rồi, khi mà đã có những file này thì chúng ta sẽ kích vào cái file có tên là IT setup. Đây. Đấy, ok, nó chạy mỗi thế thôi, xong. Bây giờ chúng ta sẽ ra và chúng ta mở lại cái chương trình của HMI Profile nhá. Nào, chúng ta vào new này. Rồi, 44 này. Của mình là 44 GP4402 WW. Đấy, các bạn thấy chưa? Vừa nãy nó đâu có cái này đâu, bây giờ nó mới có. Đấy. Thì làm cái đấy thì cũng cũng một số các phiên bản 45 một chiếc nó sẽ hiển thị ra được đầy đủ hơn. Được chưa? Rồi, ok, thì cái video này là chúng ta sẽ cài đặt được phần mềm GP Pro EX, là phần mềm lập trình cho HMI Profile. Các cái phiên bản từ bao nhiêu? Đây, GP 2000 trở lên. Đây, tất cả những cái phiên bản này thì cái phần mềm GP Pro EX nó đều có thể thiết kế, chỉnh sửa, lập trình được hết nhá các bạn nhá. Thì cái video này mình xin kết thúc ở đây. Chúc các bạn học tốt.